Rồi làm cái không? Mình chạy cho nó sạc vô một chút đi, xong rồi tí mình đời lại thử coi được hay không là mình biết rồi. Nếu mà đời được thì bình hết bình rồi. Rồi nếu mà đời không được là do cái nút rồi. Nút cái gì domino luôn á. Nút sần luôn anh em, cái nút này không, nút công tắc này không, hồi đó mình mua là 950 á. Nút đời với lại tắt máy tạm thời để chạy cho nó sạc vô bên rồi này kia rồi. Đi đâu đây thì mình vẫn thích ra cái chỗ này thôi anh em, tại vì cái chỗ đường này nó vắng rồi đường đẹp nữa, chạy nó thoải mái hơn nữa. Nhưng mà có điều thì dạo gần đây ở đây nó đua xe nhiều quá anh em, đua xe quá trời luôn á. Xe mình kéo lên nghe tiếng boe khò khò không à. Đó bắt phai nữa đó. Từ đó giờ mình sử dụng dưỡng sơn á, với lại giữ sơn đồ á anh em. Nhưng mà bây giờ mình nó kiểu như bây giờ mình đưa ra để mình cho anh em biết, và từ đó giờ mình xài cái loại dưỡng sơn đồ nào các kiểu anh em. Nói chung mình trải nghiệm được nhiều loại lắm rồi, trải nghiệm nhiều lắm rồi, cho nên mình có thể biết được cái nào xài được, hay là cái mức giá làm chung hay là cao cấp rồi này kia anh em, để cho anh em biết, anh em tham khảo sơ qua thôi. Chứ bây giờ thị trường bây giờ nó nhiều loại dưỡng sơn với lại giữ sơn đồ này kia lắm anh em, nhiều lắm. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu anh em mấy cái loại mà mình hay sử dụng nhất, với lại cái mức giá nó ổn định, nó bình quân, nó trung bình, anh em nào cũng xài được hết đó, chứ không phải là mấy cái loại dưỡng sơn 400-500 ngàn này kia. Mình đồng ý là mấy dưỡng sơn mắc tiền thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà sẽ có một nhiều người không sử dụng được, mặc dù cái giá trị của cái loại mình đang xài nó rất là ok, cái mức tầm trung á anh em, thì ai cũng có thể mua về để sử dụng cho chiếc xe mình, cho cái sơn xe rồi nó đẹp đẽ thoải mái rồi. Xe sạch hay không do cái cộng dây sơn nữa nè. Với lại mà anh em không xịt mấy cái loại nào, mấy cái loại mà mấy chục ngàn á, xịt lên thì anh em nó sẽ bị cái gì, nó nhanh khô lắm anh em, nhanh khô, chạy nó nhanh khô, nó cảm thấy cái độ trơn nó chỉ có ban đầu thôi, còn cái độ bôi trơn của nó về lâu thì mình chưa biết như thế nào. Người đây ra đây tập chạy xe quá trời luôn ha. Để bây giờ mình tìm cái chỗ mát nào để mình dưỡng sơn, xong rồi mình xịt sơn, dưỡng sơn lên cho anh em coi luôn, là từ đó giờ mình xài cái sản phẩm nào. Ok anh em luôn. Tìm cái nào mát mát đẹp đẹp coi. Nói chứ để tìm cái chỗ nào xong rồi mình quay cho anh em xem ha. Giờ đi quay phải, ui cái chỗ này cỏ đẹp thế. Rồi lên đây quay cho anh em xem luôn. Chơi lớn chơi đẹp vậy luôn. Đó. Ở đây có đồng cỏ lao đẹp quá, ở đây mình quay cho anh em xem.
Ồ, cỏ lau đẹp quá. Rồi ok, mình cũng đã tìm được một cái chỗ để xịt sên, giữ sên rồi cho anh em coi ha. Mình sử dụng cái loại nào. Lấy ra, lấy hàng nóng ra anh em. Đây đây. Rồi, đây là chai vap. Đây là chai vô. Đây là chai vai. Đó. Ba loại này, nhưng mà không phải là ba cái loại để mà giữ sên nha anh em. Có một chai giữ sên đó, có một chai giữ sên để ba lô bên này đi đó, nó sẽ có một chai giữ sên là chai vô này, chai vô này giữ sên nha anh em. Chai này 600 ml là 600 ml là anh em xài nó cũng lâu quá chứ không phải nhanh nhanh đâu nha. Rồi còn hai chai này là dưỡng sên, một loại là dưỡng mỡ trắng, một loại là giống như cái dạng mỡ bò ấy anh em, còn một loại là xịt lên nó sẽ ra cái bọt trắng ha, để mình trải nghiệm cho anh em xem. Thì bây giờ để mình rửa cái sên này trước đã ha. Đây, qua góc này đi. Đây cái sên của xe mình đi lâu lắm rồi không rửa luôn á anh em, tại làm biến á anh em. Thì bây giờ mình rửa cho anh em xem. Thì cộng sên này mình đi 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 cũng đi 2-3 năm trời á chứ không phải là mới nha, đi lâu lắm rồi đó nhưng mà vẫn còn xài được nha, còn mới tinh mà. Để tí nữa mình xịt mình rửa cho anh em xem. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái chai vô này để mình rửa xe ha. À, rửa sên xe, lộn anh em, rửa dây sên. Thì cái chai này nó có cái ống sẵn này anh em, đó có cái ống sẵn này, mình xịt vô cái cọng dây sên mình. Tại đây mình quay mình giới thiệu cho anh em cái sản phẩm mình đang sử dụng thôi nha, chứ không phải là mình rửa nhà thì sẽ sạch hơn, có cọ có đồ, có ống nước đồ ha. Để mình lấy cái khăn ra, cái rửa xong mình lấy khăn mình lau sơ sơ cho anh em xem đó, coi nó sạch cỡ nào đó. Ok anh em, thì cái chai này mình mua là giá là 189k trên mạng á, chai lớn nè, chai 600 ml nè, 189k, còn 1.000 nữa sao không lên 190 luôn không biết. Rồi trước khi rửa sơn thì anh em xịt lên giữ sơn này, đứng yên cho anh em nữa nè. Thấy không, thấy không, anh em cảm nhận được không đó. Rồi ơi, cái đồ dơ nó nhảy xuống nè. Rồi ơi, tại bây giờ mình muốn xịt dưỡng sên đó là mình phải rửa cho nó sạch, rửa bằng chai vô này anh em. Hàng này là xuất xứ ở Thái Lan nha, phân phối của Lube 71 vậy nè đó, Lube 71 Thái Lan, nhập khẩu Thái Lan luôn, hàng xịn có 100 mấy à, nhưng mà xịt được cái cọng sên nó sạch nữa anh em. Cái này để mình xịt sơ qua nha. Đó, anh em thấy không? Nó nhiễu dơ nè. Tại ở nhà anh em giữa thì có cái ấy, có ống nước với lại bàn chà rồi á, sơn nó sẽ sạch hơn. Còn ở đây thì anh em cũng hiểu rồi, thông cảm cho mình đi. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ xịt cái dưỡng sơn ha. Tại ở đây mình giữ sơ sơ thôi, chứ giữ ở nhà thì nó mới sạch sẽ hơn được. Còn cái chai này là chai váp. Chai váp này là nó là cái dạng mỡ bò anh em, dạng mỡ bò, để mình xịt nhẹ cho anh em xem ha. Đó, dạng mỡ bò thì nó sẽ bóng bóng, nó không có màu trắng giống như chai kia. Đó, cái tên này là chai dưỡng sên váp, dạng váp á anh em. Là chai này là mình mua là 230, còn cái chai vai này là dạng mỡ trắng, mỡ bò trắng á anh em. Mình xịt mình loại màu trắng lên cho anh em xem, trải nghiệm hai thứ luôn anh em xem. Đó, anh em thấy trắng không, trắng hết cọng dây sên luôn. Một chai này 600 ml mà anh em sử dụng hơi bị lâu luôn á. Đó, mình xịt xịt hết sợi sên cho anh em xem luôn á, nó trắng bách cọng dây sên luôn. Chai này thì mình mua với giá là 200 ngàn, rẻ hơn chai kia là 30 ngàn.
Nhưng mà anh em á, chai nào cũng vậy đó, nhưng mà tùy theo anh em, sở thích của anh em thôi. Nhưng mà mình phải biết cách sử dụng, giống như là mình xịt xong mình để 2-3 tiếng mình chạy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Chạy nó không có văng rồi này kia anh em. Chứ mà mới xịt thì cái loại nào cũng văng á, không có loại nào mà không văng á. Còn anh em mà muốn tốt nhất á, buổi sáng mà anh em mà muốn đi tour hay là đi đâu á, trong đêm đó anh em đi ngủ anh em cứ xịt vô, rồi đợi tới sáng ngày mai đi là ok liền. Đó, nó phải biết cách sử dụng thì nó mới lâu dài được. Hàng xuất xứ Thái Lan, Thái Lan hết á, nhập chính hãng Thái Lan luôn anh em. Lube phân phối của Lube 71 gì nè. Đó, thì mình đã nói giá hết nha, 189k giữa sên. Còn cái này là chơi váp dạng mỡ bò 230. Còn cái này vai dưỡng sên 200k, mình mua 200k. Rồi ok anh em, là những cái chai mình hay sử dụng ha. Sử dụng từ đó giờ thì mình nay mình chia sẻ anh em thôi, chứ mình không có quảng cáo PR gì hết nha. Ok anh em, giờ mình đi quay tiếp thôi. Rồi đó, mình mới xịt xong anh em. Hồi nãy chưa xịt dưỡng sên, chạy chiếc xe cái dây sên nó còn gào, khó chịu lắm. Giờ xịt vô một cái chạy em ru luôn rồi. Tại mình xịt xong mình đi liền anh em, thì nó chưa hiệu quả mấy. Chứ đợi lâu lâu một chút, mấy tiếng, 2-3 tiếng nữa là mình đi là nó hợp lý luôn á. Chứ là nó sử dụng lâu nữa. Kéo nhẹ số 3, đang ở số 3 anh em. Hồi đó về đây cho thả diều, giờ cấm thả diều luôn rồi anh em. Cấm thả diều luôn rồi. Để nhìn quen quá trời. Ở đâu vậy? Đâu để? Em mới ở đây chạy ra hả? Em mới đây chạy ra thì á. À, nãy giờ nói bên kia mà, bên cầu mà, cho nên chạy ra đây chơi nè. Qua Đồng Công hả? Qua Đồng Công vắng hơn, dưới đây nhìn lớn rồi. Đi đường này không hả? Đường đó nước hả? Ờ, đi đường kia cũng được. Ấn là ra đây sợ hình sự hả? Đúng rồi. Ờ, bữa giờ Ấn ở đây nó đua quá trời rồi. Ấn rồi, mấy ngày ở đây quá phá quá trời. Ờ. Đây có xe nào xe trái đồ không? Không, Vin. Vin hết à hả? Ừ. Cũng phải bô xăng lửa đâu chứ. Vin phải làm bô xăng lửa đâu chứ. Nếu mà làm thì làm máy luôn chứ bô xăng lửa làm gì. À, là bô xăng lửa rất thấp thôi chứ. Xe lên Salaya quá trời à. Nó trong băng em tới, xe em tới trước rồi đó. Gấp này em chạy nhanh nó có bị vơ qua lại không? Không. Không sàn hả? Chú anh chạy thử cũng được nữa. Ờ. Mà từ khi bơm bánh cứng là cứng bớt không vô luôn á. Qua mấy cái gò mới sàn thôi. Ờ. Tại em đi 135 á, nó đập. Em ở đâu? Em ở Long Trường, quận 9. À. Hai đứa ở Long Trường luôn. Thằng này thì ở trên khúc kia, còn ở vào đá xung quay á. Ờ. Hả? Anh có đem tem theo không? Tem anh để ở nhà. Cho em miếng mà em gớt anh mẹ đó rồi. Hồi nào? Hồi đợt đợt nào gớt mẹ cái đợt hộp tem hồi đó em đi đâu gặp anh ta? Đi tour hay gì á? Xe quay hay xe gì? Hồi đó em chạy xe gì? Chạy cái này luôn. Màu đen chứ không phải màu xanh. Ở đâu người ta? Em đi em ở Bạc Liêu. Không, ý là bữa đó gặp ở chỗ nào á? Đợt anh gặp em gặp anh trước Tết rồi. Sao sơn kêu dữ vậy? Dạ. Xịt sơn chưa sao sơn kêu quá vậy? Không có nào chạy dưới trên. Sao vậy? Thì
văn quá. Văn quan trọng em ấy nữa chứ. Giống như xịt ta đợi 2-3 tiếng rồi ấy. Được, giờ này đi anh cho xịt cái này coi thử có văn không. Xịt thử thôi. Tới chỗ này. Tết xe luôn anh em. Rồi tấp vô đi cho xịt rồi thử cái này coi thử nó có văng không. Cái này cái dạng mỡ trắng á. Trước em có hẹn anh quay nữa mà em bỏ xe rồi. Hẹn hả? Trước em Vũ quay xe gì? Nè. Nè, xịt cái loại mỡ trắng này vô thử nè. Ông nội ơi, sơn xét với vậy. Dạ, trời tới vậy. Nhưng mà không có sơn mà không có độ bôi trơn rồi ấy. Nè, xịt thử nè. Thấy màu trắng vô. Biết bây giờ xịt cái loại nào nó cũng văng á, nhưng mà mình phải đợi 2-3 tiếng à, mình đi rồi nó không, nó khô lại nó không có văng. Còn xe kia cho xịt cái chai khác luôn. À, xe này cho xịt cái chai khác, chai này nó không phải là dạng trắng nhưng mà nó dạng mỡ bò. Xe này có đi nè. Rồi xong luôn. Trời ơi, số mấy không biết số mấy luôn. Thứ hai rồi, vừa no. Trời, bánh hơi cứng nha. Bánh em đã bị hơi sơn rồi. Em nói dính thắng rồi nó không tin anh. Dính thắng rồi chứ hư sơn gì. Em nói dính thắng rồi nó không tin. Sơn đang lỏng mà. Anh gọi cái đĩa đó rồi. Dạ. Bánh khó rồi, mấy cái đĩa nóng tỏ đó đâu mà em. Dính thắng rồi. Thôi chạy ra kia chơi đi. Hai xe xịt hai loại cho anh em chạy thử coi. Bữa giờ chạy mà không có xịt sơn nay xịt vô chạy thử coi êm không. Đa số bây giờ mấy anh em toàn sợ nó bị văng sơn á. Xe anh xe Vinh nè, có tí nữa giúp thử con gái không? Dạ. Xe anh xe Vinh nè, tí giúp thử con gái không? Thử con gái hả? Ừ. Xe anh xe lợi. Xe anh xe Vinh mà làm bô xăng lửa nhẹ nhẹ mà. Chạy. Đường nào? Đó, tí tới cái khúc đây xíu là. À, tại Cao Miêu cũng dội quá. Hả? Cái gì? Em nói gì? Cao Miêu cũng dội quá. Cao Miêu là sao? Chỗ Cao Miêu. À. Vinh không mà sao thấy có mưa có cái ghê vậy? Cài bách thai á. Vinh mà. Bây giờ tao vui rồi. Vinh cài bách thai á. Hai chiếc luôn hè đây. Sao vậy? Hả? Ở đâu trục xác dữ vậy? Ở Nha Trang hả? Ở Nha Trang ở xa ấy giờ. Nhớ chiếc này không?
chưa? Không nhớ. Không nhớ luôn hả? Từ đó giờ quay cả mấy trăm chiếc, cả ngàn chiếc. Nhớ cái đợt mà ở bên Hồng Kông là mười mấy chiếc không? Hồng Kông. Mấy chiếc đó có chiếc Winner của em thôi đó. Lâu lắm rồi, một năm trước rồi đó. À. Nhớ chưa? Sao anh còn đặt cái cáp là nguyên xe thùng lên, đủ nguyên xe thùng luôn. À, bữa đó mười mấy chiếc cái gì, đúng có rồi. Chiếc Winner cái gì. Đúng rồi. Mà lúc đó xe anh đi chiếc Edge 155. À. Lâu rồi. Lâu mới nhớ mặt đâu, phải gặp nhau nút lử cái mới nhớ mặt nữa. Giờ làm 62 hả? Đi Vinh. Vinh đi bô Châu Á vậy? Vinh mà. 57. 57 hay Vinh? 57. Đó. Trời ơi, anh làm xe mà anh nhìn sơ sơ anh biết rồi. Chứ xe Vinh để bô này chạy thở không chứ sao chạy nổi. Xe em xe đây là trái tự do super bình xe này đi bô NLK xe lỏ. NLK năm bảy bao nhiêu hp chạy dyno chưa? Dạ 20. 20 hả? 20 chắc là ăn xe anh á. Không ăn nổi đâu. Xe anh có 16, 17 hp rồi. Thôi 68 biết rồi. 16, 17 hp rồi. Xe anh này còn lại gì đâu. Đi Isuzu Vinh. Bô Vinh. Lòng lòng Vinh xi trắng lên. Thường thường có hay ra đây chơi rồi. Em ngày nào cũng ra đây hết trơn. Ngày nào cũng ra đây, có ngày nào mà ra đây buổi chiều mà gặp công an không? Ờ có. Giật xe này nát luôn đâu. Rồi xe à. Công an vô. Bảo vệ vô, bảo vệ còn rén nó, bảo vệ đuổi ra, bảo vệ xong rồi đuổi tụi em xong rồi xíu nữa tìm tụi em xin lỗi. Thôi giờ giật xe ở ngoài đây nhiều quá mà không dám chạy ra đây luôn á. Không ngày nào. Nè, này vác cái vô này ngày nào cũng ra đây hết trơn á. chắc có danh sách trên phường luôn rồi đó. Xe này đúng rồi, xe này có danh sách trên thường nè. Về nhá. Chết cha, NLK chạy theo luôn rồi.